Hello các bác ha, đây hello các bạn ha, đây là những phụ kiện cái mới đưa vô bên nhà kho đưa vô ha, đó mới lấy xuống thì làm cái review luôn. Đây cái này cái dè đây của khách đặt, cái này cái dè phía sau của dòng Scooter 8.5 inch bản mini đó, cái này nó có kèm cái ốc vít nè khách hàng đặt ha, đặt lại do quá trình đi đó là bị va đập lên do. Và lưu ý nha, cái dòng Scooter này coi các bạn có một sự sai lầm lớn là các bạn hay thích đạp cái dè này lắm nha. Chân phải bước lên rồi chân trái bước trước, thì chân phải bạn nào thuận chân trái bước trước rồi chân phải bước sau. Vậy cái chân phải của các bạn dập vô một cái thì cái kẹo nào giòn hay dẻo gì đó nó cũng gãy à. Đúng không? Nó cũng gãy à, nó bị nứt ở đây nè, thà là bị nứt ở đây hết nè. Đa số các bạn có thói quen là đạp cái dè đó. Lưu ý nha, Scooter này không phải là dạng đạp như thế đâu, cái dạng biểu diễn khác. Cái dạng Scooter mà không có động cơ, không có pin đó thì nó đạp, các bạn đạp kiểu gì cũng được. Tại vì cái dạng đó là dạng người ta chơi và dạng trong sông công viên. Còn đây là dòng Scooter là dòng xe điện, cho nên không có thói quen đạp kiểu đó. Mình thấy nhiều bạn trẻ có thói quen đạp cái xe kia rồi, bây giờ quay qua đạp cái xe này, và những người lớn tuổi cũng bị nữa. Không phải như vậy nha, đừng có bắt chước như vậy nha, vậy là dễ hư lắm đó nha. Còn cái này cái về là order thì 100% nha quý vị, nhớ nha. Các bạn đặt hàng của mình là 100% nha, 100% cọc nha, chứ mình không có lấy mấy cái này là lấy 50-30 gì hết, và cũng không lấy. Và trường hợp cái này đâu có, nếu mà bạn không bơm, bạn bơm hàng của mình thì làm sao mình bán đây. Nó khó, nó rất là khó đó, tại vì đây là phụ kiện mà của các bạn đặt. Rồi song song với mấy cái này thì mình có đặt nhỏ mấy cái này về xài. Trong quá trình thời gian mà cái con dòng Scooter mà dòng bánh 10 inch 12 inch đó, các bạn có biết không, những cái dòng mà gọi là nó rơi vào trường hợp là cái mấy cái ống thoại nè, đó mấy cái thoại là các bạn nó ngắn quá, làm sao mà đưa vô đây, các bạn phải dùng mà ống nối. Đây là những cái ống gọi là ống bơm nè, ống bơm xì lớp mình mua về nè, đó mình mua về để đặt cho khách làm. Là những cái này nó bẹ, nó tét cái là các bạn kiếm ở đây không có đâu, đừng có nghĩ là lên cái kia kiếm, không có đâu. Đây những dòng này là nối, những dòng 8.5 inch nè, 10 inch nè, các bạn nối vô là các bạn bơm được nha. Tại vì nó những cái dòi bánh, các bạn thấy cái mâm của nó không, nó méo qua hoặc là nó thẳng đắp là làm sao mà các bạn đưa vô được. Đây những cái này rất là cần ha, không có này cũng có bơm, đem ngoài ngoài dịch vụ bơm người ta cũng bơm vô được đâu, cây cả có máy bơm cũng bơm được được. Rồi cái thứ hai là mình khui ra tiếp tục ha, cái này nhìn là biết là cái bánh ú rồi, cái bánh xe rồi. Đây mình cắt ra luôn ha, cái này cũng khách đặt nha, lưu ý những cái hàng này cuối năm rồi. Cái này là order hết nha, dòng này dòng order hết nha, mình làm cái đó khui ra là biết rồi ha. Trong trường hợp khách hàng đi những con Scooter dòng Q22, 23, 20 gì đó trở lên 25 là những dòng bánh địa hình nè, thấy chưa, bánh 12 inch ha. Đó là nó bị bẻ bánh này kia là các bạn tự order về, hoặc là các bạn nhờ mình order về là một cặp một phân trùng, nhận cặp 100% nha quý vị. Mình không có nhận lẻ đơn 30 hay 20, tại vì cái này là nó không có phải là bán rất là, giống như là những cái này là mình không có phải là nhu cầu nhất thiết nhiều. Tại vì trong trường hợp sự cố nào khách hàng muốn thay vỏ, đây gột. Cái này là lớp không xâm của dòng Scooter C-up hay dùng ha, C-up dùng trong bạn này là những dòng địa hình này. Đây nó về luôn ha, cái này của khách đặt luôn nè, mình không có sẵn trước đây, mình có bây giờ mình hết rồi ha. Cái nào gấp bắt quá thì khách hàng bị cán đinh, bị bệ đinh là do thay mấy cái này là đơn giản ha. Rồi tiếp theo khui hộp, cái này cái gì đây, toàn bộ là khách hàng đặt hết nha, không phải của em nha. Ai đặt là nhu cầu là đặt cứ đặt mình nha. Mình cho về trong vòng 10 ngày 7 ngày gì đó về tới. Cái này là cái pha cầu dao hai pha, cái này nó cũng có cái hay của nó nha quý vị. Đó mình cui ra luôn, mình mua một cái và một cái của khách đặt. Còn mấy cái ốc này nó hỗ trợ theo cho các bạn thôi, mấy cái con đinh đáng này thôi. Mình nói luôn ha, cái vấn đề này đây các bạn chú ý không, cái này là cho 1500W độ lại nha quý vị. Khi nào má gạt bên này thì nó ốp bên này gạt, cái này chuyển pha, các bạn thấy không, đó chuyện pha thì bên này nó không có lên được. Có nghĩa là các bạn gạt pha bên này sử dụng bên này thì bên này tắt, còn các bạn là lên bên này thì bên này tắt bên này. Cái này nó có hay của nó là các bạn biết tại sao không, khi nào các bạn trường hợp này mình thấy nhiều hàng, nhiều người đấu pin nha. Đây mấy bạn biểu tượng hình phía trên nè, nhiều người đấu pin rơi vào trường hợp này, các bạn biết tại sao không, cái pin á, pin A pin B, pin A hoạt động pin B không hoạt động, thì lúc mà đây các bạn nên nhớ nha, đây là cục pin A pin B, cái dây pin A pin A đây nó một đầu nè, một đầu dây đỏ của giờ IC nè đưa vô, thì nó đưa ra hai loại, hai loại, loại A và loại B. A hoạt động thì B tắt, B hoạt động là A tắt, các bạn hình dung không, chứ không đấu song song pin nha, không đấu song song pin nha. 36 36 mà dung lượng khác, dung lượng 10 15 là cũng khác luôn.
Cho nên mình không mình lưu ý cái phần này là đấu một pin, hai pin. Ví dụ như xe scooter các bạn đấu A và B pin. A pin hoạt động, B tắt thì B hoạt động là A tắt, gạt lên. Khi trong trường hợp này là đây, gạt lên, B hoạt động, A tắt. Kéo lên cái nó không được đâu nè, nó tự không được. Thì kéo lên cái là kéo xuống thì A hoạt động, B tắt. Con này là 60A cho phép cái dòng 1500W nha các bạn. Lưu ý nha, cái này rất là hay nha. Các bạn trên biểu đồ mình đấu cái pin cho các bạn thấy không? Đó, mình rất là cẩn thận cái vấn đề pin nha. Không có phải là đấu ẩu như cái đây thợ đâu. Lấy cái này, lấy cái kia rồi hoạt động song song đút vô cái pin tục lúc luôn là coi như là cái pin nó sẽ hư, chắc chắn hư. Một thời gian đi là hư, hai pin hư luôn. Và vấn đề thứ hai, nếu mà không đấu được cái công tắc này, các bạn có thể đấu theo kiểu rút dây ra, rút dây vô, có nghĩa là cái dây sắp tới mình làm một cái bạn cho dán điện là dùng rút dây. Có nghĩa là pin gầm dưới và gầm trên, pin của gầm trên của ván điện á thì nó hoạt động thì pin gầm dưới nó sẽ không hoạt động, thì rút ra cho nó tiện lợi hơn, tại vì ván điện nó mang tính tiện lợi hơn mà, đúng không? Cho nên nó có nhiều cách đấu, cho nên phải lưu ý về công tắc đấu pin nha. Rồi, tiếp theo nha quý vị, tiếp theo mình khui hộp con cái thùng luôn nha. Coi cái này cái gì của khách đặt luôn nha. Về rất là nhiều khách hàng đặt, mình lẹ mấy cái lẹ là mình cho về nha. Cái này là hàng của đặt hết nha, mình không có đạn sẵn, hiện tại là không có dòng sẵn nha. Không có dòng sẵn. Đó. Rồi, cái vỏ nha. Rồi. Cái vỏ bên mình giờ bán cũng chạy lắm nha, cũng hết hàng nha quý vị. Đây cái vỏ bên mình đây, đây nó có cái nó hầu như là nó có nè, cái áp, cái này cái vỏ trước nha. Cho nên là cái này là cái gọi là gì? Cái phần ta, cái phần gọi là cái phần nha, giá đỡ của nó, kim loại. Đây. Giá đỡ của nó ha. Đây. Mình để đây ha. Rồi, đây là cái vỏ. Bên trong cái vỏ thì nó có vỏ này rất to, đựng được cái áo mưa, đựng được nón bảo hộ. Thì phần này là đấu đây lắm, mình đã chi hướng dẫn đấu sau. Đó, đơn giản là mình đấu sẵn là giao cho khách thôi. Cái này là của khách đặt luôn nha. Bây giờ có bên trong là một cái lớp áo mưa chống thấm. Có nghĩa là nước mưa nó không có vô được nha quý vị. Các bạn để nón bảo hiệu, độ nón, độ đồ vô là nó không, nước mưa nó không thấm vô được. Cái này nó có lợi vậy. Bởi vậy cái này là kim loại. Tiền nào của đó nha. Đồ nhựa thì không nói làm gì, đồ nhựa đi thời gian rồi bị mốt, bị nắng, bị mưa rồi nó mòn hết. Còn đồ kim loại bao xài các bạn luôn, xài tới già luôn. Nó rỉ sét rồi các bạn mua cái chai xịt DT40 là của mình là xịt xong, lau chùi lại. Đó, ngon lành ha. Đây là kim loại nha, đóng hộp như thế đấy. Cái này là khách đặt luôn ha. Mình đa số những cái đó là nhận order hết nha quý vị. Order lưu ý nha, mình nhận 100% những cái giá trị thấp dưới một cụ làm giá trị thấp là mình bắt đầu nhận 100% nha, không có nhận lẻ nha quý vị. Những cái này là khách hàng không lấy là mình phải kiếm người mua, người bán. Rồi, mình xin phép nha.